tên là Lê Nghinh, cũng làm như được cái lùm nóng mà chưa cũng làm như được đau rồi, quẹt chân đi ngược. Vui, nuôi thì cho ăn cho vui, cho ăn cả ngày đấy, cả đêm. Cho ăn rồi cho người bỏ, tụi bỏ đôi chúng nằm ngủ. Dạ chúng là giờ nó bao đôi chúng ngủ. Thế nào tại bao chúng quá, chúng tối nên tại bao mà ăn ngủ trong thôi ngủ nhất. Chúng ăn được á, thế nào mà nhắn to thì cũng được chứ. Rồi chết thì thưa con bạn được 2 triệu rồi. Trước bạn là có 1 tỷ 3. Thì mua lại cho ăn. Thì bạn đừng cùng tiêu thụ nha, ăn một người to là có con đấy á, có con đừng chẳng ơn ở đây bốn năm trận lên con dân năm năm này xuống thì học hỏi họ dạy tập tập nuôi thế cũng được hiệu quả là nhốt vì cho ăn cũng như là to cho con nông thả ra lần để chết người qua không được về nuôi như ga bên ga cả túi được ấp với đà ra thả ra luôn chết với chuẩn bị gì nữa. Ngay là bỏ đũa trong đi tới đây cho sạch con đó là chiêu chiêu tuổi là của người đi sợ là giặt giặt cái suốt con trụ lại lại động nữa. Thì có đi lên người dường hỏi rồi nó ra rồi nó cũng được không được nước ăn lắm nữa thế mẹ tôi cho ăn liều chứ không phải là cho ăn sữa nữa cái nhỏ ra là vui cho ăn ở trên là đi mua. Cảm ơn nhà trời trời này cho cá để mà nuôi nó